Cắt nhiếp tâm niệm Phật không loạn. Niệm Phật tâm khó quy nhất, thì nên nhiếp tâm niệm khẩn thiết, tâm sẽ tự có thể quy nhất. Tâm chẳng chí thành, muốn nhiếp tâm cũng chẳng được. Nếu đã chí thành, nhưng vẫn chưa thuần nhất thì hãy nên lắng tai nghe kỹ. Chẳng luận là niệm ra tiếng hay niệm thầm, mỗi niệm đều phải từ tâm khởi, tiếng từ miệng thoát ra, âm thanh lọt vào tai. Khi niệm thầm, miệng chẳng động, nhưng trong ấy vẫn có thanh tướng. Tâm và miệng niệm được rõ ràng, tát bạch, tai nghe cho rõ ràng, phân minh. Nhiếp tâm như thế vọng niệm sẽ tự dứt. Nếu sóng vọng tưởng vẫn còn trào dâng, thì dùng ngay pháp thập niệm ký số, dốc toàn bộ sức lực của tự tâm, đặt vào mỗi câu Phật hiệu, thì vọng muốn khởi cũng chẳng đủ sức. Diệu pháp nhiếp tâm niệm Phật rốt ráo này, các vị hoàng dương tịnh độ trước kia chưa nhắc đến, vì canh tánh người thời ấy còn lanh lợi, chẳng cần phải làm vậy vẫn có thể quy nhất. Ấn Quang vì tâm khó chế phục, mới biết cách này màu nhiệm, càng thực hành càng thấy hiệu nghiệm, chứ chẳng phải là tự tiện nói mò. Xin chia sẻ cùng những người độn canh trong khắp thiên hạ đời sau, ngõ hầu vạn người tu, vạn người về. Pháp thập niệm ký số vừa nhắc đến đó như sau. Trong khi niệm Phật, từ 1 câu đến 10 câu phải niệm cho phân minh, nhớ số phân minh. Niệm hết 10 câu lại niệm từ 1 câu đến 10 câu, chẳng được niệm 20-30 câu. Niệm câu nào nhớ câu nấy, chẳng được lần chuỗi, chỉ dựa vào tâm để nhớ. Nếu thấy khó nhớ cả 10 câu, thì chia ra làm hai hơi, từ câu thứ nhất đến câu thứ năm, và từ câu thứ sáu đến câu thứ 10. Nếu vẫn chưa được, hãy niệm thành ba hơi, từ câu thứ nhất đến câu thứ ba, từ câu thứ tư đến câu thứ sáu, và từ câu thứ bảy đến câu thứ 10. Niệm cho rõ ràng, nhớ cho phân minh, nghe cho rành rẽ, vọng niệm không chỗ chen chân, lâu ngày sẽ tự được nhất tâm bất loạn. Phải biết là pháp thập niệm này, nhiếp vọng giống như pháp thập niệm sáng chiều, chỉ có cách dụng công là khác nhau. Pháp thập niệm sáng chiều, coi hết một hơi là một niệm, chẳng luận là số câu niệm Phật nhiều hay ít. Còn cách này, cứ một câu là một niệm. Cách kia chỉ có thể niệm 10 hơi, vào mỗi sáng chiều. Nếu niệm đến 20-30 hơi, sẽ bị tổn khí thành bệnh. Cách này niệm một câu Phật hiệu, tâm biết là một câu. Niệm 10 câu Phật hiệu, tâm biết là 10 câu. Từ 1 đến 10, rồi lại từ 1 đến 10. Suốt ngày niệm mấy vạn câu đều giống như thế. Chẳng những trừ được vọng, lại còn dưỡng thần rất hay. Dù niệm chậm hay nhanh, trọn chẳng trở ngại. Từ sáng đến tối, không lúc nào chẳng thích hợp. So với cách lần chuỗi để nhớ số, lợi ích cách xa một trời một vực. Cách nhớ số bằng chuỗi, khiến thân mệt, tinh thần động. Cách thập niệm ký số này, khiến thân thông thả, tâm an nhàn. Chỉ những lúc làm việc khó nhớ nổi số, thì cứ khẩn thiết niệm. Làm việc xong, lại nhiếp tâm nhớ số, thì những ý tưởng lông bông qua lại sẽ theo nhau gom về, chuyên chú nơi một cảnh Phật hiệu. Đức Đại Thế Chí nói, nhiếp trọn sáu canh, tịnh niệm tiếp nối, đắc ta ma địa, ấy là bậc nhất. Kẻ lợi canh chẳng cần bàn đến, còn như bọn độn canh, ta bỏ cách thập niệm ký số này, lại mong nhiếp trọn sáu canh, tịnh niệm tiếp nối, thật khó khăn lắm thay. Lại phải nên biết rằng, cách nhiếp tâm niệm Phật này, chính là pháp vừa cạn vừa sâu, vừa tiểu vừa đại, chẳng thể nghĩ bàn. Chỉ nên ngửa tin lời Phật, chớ vì mình chưa hiểu đến nơi đến chốn, bèn sanh ngờ vực, đến nỗi thiện canh nhiều kiếp do đây phải mất, chẳng thể tự rốt ráo đạt được lợi ích, thật là đáng buồn. Chỉ nên lần chuỗi niệm Phật trong hai lúc, đi hoặc đứng. Nếu tịnh tọa dưỡng thần, do tay động tinh thần chẳng thể an, lâu ngày thành bệnh. Pháp thập niệm ký số này, đi, đứng, nằm, ngồi đều thực hành được cả. Nhưng lúc nằm chỉ nên niệm thầm, chẳng được niệm ra tiếng. Nếu niệm ra tiếng thì một là chẳng cung kính, hai là bị tổn khí. Hãy nhớ kỹ, nhớ chắc. Ấn Quang Đại Sư khai thị.